Hôm nay rất là vui trong cái buổi tổng duyệt ngày hôm nay và cùng với anh Đàm Vĩnh Hưng. Và chắc là đây là lần đầu tiên anh em mình công ca với nhau nhỉ? Lần đầu tiên còn nữa. Hát chung và gặp rất nhiều sân khấu. Đúng rồi, và hát chung với nhau một cái bài hát mà cùng thời của anh em mình, nó có rất là nhiều kỷ niệm, đúng không? Là một cái mashup, cái này là anh tự nghĩ ra đúng không? Yes. Đó, thành ra là nói chung là anh Hưng là người rất là nhiều gọi là các cái sáng tạo về khi mà mashup rồi. Nói chung là nhiều chiêu trò lắm. Thế thì Mỹ Linh là người lại rất là yếu về vấn đề chiêu trò. Không đâu. Nhưng mà không, ôi mình có chiêu trò gì. Nhưng mà hôm nay hát cùng với anh Hưng rất là vui. Bởi vì là khi anh Hưng hát cùng với Mỹ Linh thì lại hát rất là khác và tiết chế. Không gọi là... Đang muốn nghe câu này đó. Đúng không anh? Rất là tiết chế nên là hai anh em đã rất là vui vì hai anh em đã có một cái màn song ca mà mọi người sẽ thấy là nó rất là khác. Mùa thu đã qua đã qua. Hai anh hát nhé. Xa thì